Diệu đi với ai Diệu? Hôm nay em đi với ba của em, một người em gái và một người em họ. Ba em gái. Chào chú. Con chào chú á. Xin chào là Quyền Linh và Trần Hồng Vân. Dạ. Tôi là cha của Diệu. Tôi là Lâm Hoàng Diện, hồi 7 tuổi đến là học từ 7 đến học lớp đại học thì đồng Diệu cắt là có hiếu với cha mẹ ông bà, là nhiều khi là chăm lo cho là anh chị em, nhất là đặc biệt là thương nít lắm, thương nít là thương dữ lắm. Tôi thấy là cháu gái này cũng được, thì tôi mong rằng làm sao là cho hai con là làm sao là được bấm nút nhau để tìm hiểu nhau, đi đến hôn nhân. Dạ. Cảm ơn chú. Trời ơi. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Ngồi đi em. Em ơi, em giới thiệu về mình đi. Em xin chào chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh Quyền Linh ạ. Em xin tự giới thiệu ạ. Mình em là Bích Lộc ạ. Em 29 tuổi, quê em ở Nam Định và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em làm bên nhân viên văn phòng ở bên tạp chí phát triển khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Rồi, em trai. Dạ, xin chào họ nhà gái ạ. Em chào anh Quyền Linh. Rồi em. Em chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Em xin tự giới thiệu. Em tên Lâm Hoàng Diệu, năm ngoái em 31 tuổi, quê em ở Bạc Liêu, hiện tại là em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em nói năm ngoái trước hay năm ngoái này, nó gần lắm ha. Dạ rồi, để em nói lại là năm nay em 32 tuổi. Công tử Bạc Liêu đó hả? Không, chắc hồi đó chỉ có em ơi, ở đợi cho công tử. Sao mà cái tên nữ tính dữ vậy cưng? Hồi xưa bên nhà nội em á, là đặt tên cho các bác, các cô chú là cái vần đầu là GD. Bác hai em là tên Định, ba em tên Diện, Dẫn, Điền, Đông. Khi đó thì đặt tên em kiếm vần GD không ra nữa. Không biết là ông nội hay ba tra lên cái lịch sử sao có cái tên Hoàng Diệu cái đặt cho em luôn. Những người tên Diệu anh thấy rằng trắc trở về tình yêu lắm á. Còn em á, không biết trắc trở không mấy mối tình rồi. Dạ không, em tình của em thì cũng vui lắm. Tình yêu của em thì trường kỳ kháng chiến. Là sao? Là em yêu đó, giờ em có người một 10 năm. Em ơi, xem nhẹ nhàng say đắm quá vậy em. Ta đang dịu mà. Cái gì? 10 năm sau chia tay vậy dịu. Trong cái giai đoạn đó có khoảng thời gian là em lên Đà Lạt làm 2 năm. Có những trục trặc tình cảm. Nhưng mà sau đó thì gia đình bạn đó thì ba mất. Thì sau cái tan 3 năm thì bạn bắt đầu có những cái định hướng thay đổi. Hình như nhắc mà ấy em vẫn còn cảm xúc về tình yêu đúng không? Dạ không, ban đầu thì nói chung là em là sống là nặng, rất nặng tình cảm. Em biết thích phụ nữ từ năm mấy tuổi? Dạ chắc em nhớ không lầm là cũng già lắm em mới thích, tầm khoảng 3-4 tuổi rồi đó. Em thích như thế nào? Hồi cái thời của em hay chơi nhà chòi đó. Mấy bạn ở đây mà nếu có lứa tuổi cùng em chắc sẽ hiểu. Trời ơi, chơi nhà chòi tôi thích lắm, người ngủ luôn trong chòi luôn á. Dạ đó đó. Sao? Thích nữa. Sao thì lúc đó là chơi nhà chòi với bạn nữ. Thì nói chung kỷ niệm mà em nhớ nhất với bạn đó là nụ hôn đầu đời của em trao cho bạn đó. Ôi, giao cho bạn đó nữa. Chị của em phát hiện, em mắc cỡ quá em trao luôn được không thứ hai. Là luôn, đúng là bạn đó luôn. Dạ. Rồi đến mấy tuổi thì hai đứa chia tay? Dạ, cái khoảng chia tay em không nhớ. Rồi sau đó là có... Dạ, em cứ chơi nhà chòi với khi nào lớn lên cái tự thấy mắc cỡ nghỉ chơi là chia tay. Vậy đó rồi, hả? Trời mối ơi. Tình mà 10 năm có chơi nhà chòi không? Dạ không. Hay là chơi nhà khác. Vậy bên kia có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì tính ra mối tình chính thức của em có hai mối tình chính thức ạ. Mối tình đầu tiên của em là từ năm em học lớp 11. Sau khi em ra trường được một năm thì em đi làm, em quen anh đó cũng được có một năm thôi. Có một cái em không thích của anh đấy nhất là ghen. Mà ghen quá luôn, lúc nào mà giả sử anh đấy mà gọi điện thoại cho em hay nhắn tin cho em mà em không có nghe á, là anh đấy sẽ nghĩ ra đủ lý do là chắc em đang đi chơi với ai hay làm gì với ai, nên là em chịu không nổi, thế nên em chia tay. Em sao, em có ghen dữ vậy không em ơi? Hồi đó thì em ghen lắm mà bây giờ bớt rồi. Giờ con yêu đâu ghen. Thôi bây giờ mình nói cho nhau nghe cái ưu điểm khuyết điểm đi. Em thì ưu điểm của em cũng ít, biết nấu ăn chút chút. Rồi khuyết điểm em khuyết điểm. Dạ khuyết điểm luôn. Ủa ưu điểm còn không, kể nhanh nhanh lên đưa Diệu hoài. Dạ. Dạ thôi em qua khuyết điểm luôn đi. Thôi. Khuyết điểm có không? Dạ có, khuyết điểm của em thì hay ăn vụng lúc người ta đang nấu. Em thì nói chung là trong công việc em hơi nôn nóng. Ở đây không phải mình em ăn vụng đâu, mà có bạn anh bên kia ăn vụng số 1 luôn.
lên ơi, qua đi, qua chuyện khác đi, qua đi. Ừ. Chị hỏi nè, em có mít ướt không vậy? Dạ không chị. Có ai khóc không? Dạ không. Vậy hả? Mà khóc thì cũng không ai hay. Vậy khóc hả? Trốn không à? Chia tay bạn gái em có khóc không? Dạ cái này thì khai thiệt là có. Khóc dạ. Mấy ngày mấy đêm? Dạ không có tính đêm, chỉ tính tháng. Có gì đấy? Rồi em, ưu điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là hiền, vui tính, hòa đồng với mọi người và luôn biết quan tâm chia sẻ với mọi người trong công việc. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em thì em thực sự là tại em có mang lên một cái móng em tự làm, nhưng mà thật ra cái khả năng nấu em ăn của em cũng không được. Ý là nó chỉ có một số món thôi á, chứ thực ra nó cũng không được ngon. Khả năng hát của em cũng chắc là cũng banh nóc luôn anh. Thế mà ăn chừa lại cho chị 4 cái nha em ơi. Nó 6 cái, chừa lại chị 4 cái. Cái đó tặng đàn trai để đàn trai hưởng thôi. Đâu ra vậy? Ta chia của trước rồi đó nghe. Tặng cái này đồ ăn đàn bà mà khùng. Ủa đàn ông cũng ăn được vậy? Không. Bạn bên kia bản quyền dịu quá, em có thấy hơi ngại ngùng không? Cái này em chưa tiếp xúc nhưng em nghe thấy giọng em cảm giác nhiều. Mít ướt mà kiểu nó yếu yếu không sao đó. Yếu yếu đúng không? Dạ. Sao là đàn ông được rồi. Trời ơi. Em cũng có một dạ, cái em tại đàn ông lắm ạ. Em đàn ông dữ không? Có đàn ông lắm. Chứng minh được không? Chứng minh dạ luôn được. Đi anh. Sao chứng minh sao nè? Em đàn ông lắm em. Trời ơi. Em phải chứng minh bằng hành động giống như là đàn ông em nè, em không có được. Hôm nay đến với chương trình đó thì có quý vị khán giả làm chứng là tôi đàn ông đích thực. Tôi đàn ông đích thực. Đàn ông đích thực. Được rồi nè, trước tôi khi nói... gặp ở đàn gái tôi thử coi món quà đàn gái coi sao. Tôi mời nhà trai thử đi. Bây giờ em là chú rể tương lai, em thử coi bên vợ tương lai em làm nước mắm cứ thấy cái hình thức là ngon rồi đó. Ngon. Cho anh hỏi em cái là em có đăng ký an toàn thực phẩm chưa? Dạ cái này em mua bên siêu thị anh thì có người ta có kiểm định chất lượng rồi đây, nên anh cứ an tâm đi, không có thôi sao hết anh. Nói chung vậy anh hỏi em là để cho vui chứ có chết vì em thì cũng được. Trời ơi, thấy chưa? Ăn đi cưng, ăn cho thỏa lòng mong ước. Ngon. Có chừng rớt con tôm kìa. Cái thơm đậm đà. Cái con tôm nó còn tươi á. Ngon, rau sống nó tươi, nó giòn á. Có chừng rớt nước mắm ở đây. Đi xuống dưới đó ăn xong rồi cất đó đi để chừa cho tôi đi, nhanh đi. Em không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Nói chung là em thích phụ nữ là phải chân thành, rõ ràng trong tình cảm. Nên em không thích ở phụ nữ những cái tính ngược lại tính đó. Em rất là chân thành luôn. Em rất là chân thành đó, nghe chưa? Cái gì vậy? Nước mắm ngon quá. Trời đất ơi, hút luôn nước mắm rồi kìa, trời ơi là trời. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Em thích cái mẫu người nó na ná như là Ninh Dương Lan Ngọc á. Cái gì Ninh Dương Lan Ngọc á? Cá tính sắc sảo thông minh. Sắc sảo thông minh. Mắm ngon nó cay đã, độ một hồi luôn. Chào em gái. Dạ em chào anh. Không, xác định là em có thể mở cái quán gỏi cuốn được rồi đó. Bây giờ là mong muốn về một người yêu lý tưởng của em như thế nào? Thì em mong muốn ăn đi cao khoảng cho em tầm mét 7. Có. Đâu, có luôn ạ. Ừ. Dạ mập một chút xíu cũng được. Mập. Nhưng mà bụng đừng có bự. Có bự không? Tiếp về là em thích con trai mà có lông, lông chân chút xíu. Lông, trời ơi, ngay trước mặt em đó. Đàn ông có lông kìa. Trời ơi, một chùm. Nam tu nữ nhủ, đó là cái tiêu chuẩn của ông bà mình đặt ra là cho một sao? Người đàn ông và một người phụ nữ. Đàn ông là phải có râu nhiều nè, lông tay, lông chân nhiều nè, lông mày rậm giống như anh Quyền Linh vậy đó. Em thấy em cũng thích nhiều lông á, con đó. Trai có nhiều gì nó đã, đã thiệt luôn á. Nói chung là bản lĩnh đàn ông ở đây có hết, chỉ có điều hơi dịu chút thôi. Không, em không thích dịu, dịu, dịu vừa thôi chứ dịu quá. Nhiều khi người ta lại tưởng lộn là nó cong cong anh. Rất đàn ông luôn. Dạ, anh tại anh tại tại nãy giờ anh làm cho nó vui vậy nó đó vui. Thế thực chất nó như vậy ý. Anh nói y như em nói. Mở rào. Em chào anh, em cũng có món quà tặng anh.
em tặng một cuốn sách nấu ăn và một cái tập về, tại vì cái mức độ nấu ăn của em cũng tương đối là ngon vừa vừa, nên là em muốn sau này khi nếu chúng ta mà có cơ hội đến bên nhau thì chúng ta sẽ cùng nhau nấu những món ăn theo con cuốn sách này. Em có thể đeo cho anh cái tập về này luôn được không ạ? Bà dịu, nó còn dịu hơn. Ai tên Diệu đeo tập về vô đúng là Diệu. Ôi vi Diệu, hôm nay đến với chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Anh muốn cái giá trị món quà đem lại cái hơi ấm trong tim em mà. Dạ em cảm ơn anh. Mẹ em có thích con trai miền Tây không? Dạ có, em yêu thích. Em có thích cải lương không? Dạ có luôn. Một bài cải lương Diệu. Anh hát đi anh. Trời ơi một lá trầu xanh cũng nặng quằn trên đôi vai bé nhỏ, nên gánh tình duyên đã gãy đổ từ bao giờ. Anh dự định là sinh mấy đứa và anh thích con trai hay con gái? Anh thì nói chung là con cái, anh không có quan trọng vấn đề mà trai hay gái, em sinh ra là anh đều thích mà. Vấn đề là anh thích con gái đầu lòng. À đúng rồi, em cũng thích con gái đầu lòng, mà em thích hai đứa con gái và một đứa con trai lận. Em có ngại vấn đề mà người Nam người Bắc không? Dạ không, cái về cái quan niệm Nam Bắc của em thì em cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì bây giờ em đã vào trong đây rồi á, thì có lẽ là em cũng muốn mình sống ở trong đây. Em hôm nay đến em cảm nhận anh như thế nào? Dạ em cảm nhận anh cũng gần như cái suy nghĩ của em. Nói chung là chân anh có lông không? Không cưng mà, thấy cưng mà. Người ta rất là thực tế, ta thích người đàn ông có lông. Lại gần cho ta coi có rõ không? Mở lên nè xong lại coi đi. Lông là phải có gần gần mới thấy. Thấy chưa? Dạ thôi em thấy hé hé được chút xíu chắc là có rồi anh. Dạ, dưới. Hé hé. Dạ dưới này có chắc trên có đó. Dưới nào có? Dưới chỗ chân á. Đây. Đó, rồi, à, rồi, đúng rồi, ý luôn. Đã luôn anh. Cái này là em chỉ thua anh Quyền Linh chút xíu thôi à. Ủa, lý do em thích vậy là... Tại vì em thích con trai giống như chị Hồng Vân có nói á. Thì con trai vậy giống với manly, mạnh mẽ, tiền bạc trong gia đình á. Thì anh muốn người nào sẽ giữ cái đó là như thế nào? Anh nghĩ là cái vấn đề giữ tiền nó cũng không quan trọng, mà vấn đề là niềm tin mình cho nhau thôi. Anh khẳng định cho em một câu đi, sẽ em... Em tin anh không? Bây giờ thì em chưa biết em có tin anh hay không, nhưng mà sau này thời gian thì em có lẽ, nhưng mà em vẫn muốn anh chốt cho em một câu đi. Thì em muốn giữ thì anh cho em giữ thôi. Ok, em nhờ em hỏi đủ rồi ạ. Anh có muốn hỏi gì về em nữa không ạ? Thôi mình bấm nút đi. Thôi mình bấm nút đi kìa. Yeah. Cảm giác đây sẽ là một nửa yêu thương của mình thì bấm nút. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Rất chân thành. Hay quá. Nắm tay nhau nào. Đó. Và những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Và một nụ hôn đầu tiên. Hôn vô nó hết nha.